Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang xem chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Đơn giản nhẹ nhàng quá. Ủa nhẹ mà. Nhẹ. Hôm nay là đã cố gắng nhẹ lắm đó, mặc đồ nhẹ nhàng, giống mẹ rồi. À, giống mẹ rồi. Thật ra để mà nói là Thảo Trang mà trở thành một bà mẹ bỉm sữa thì nhẹ nhàng. Đó là một cái hình ảnh mà Lan không bao giờ Lan hình dung được. Đúng rồi, không thể hình dung được với một cái cô gái như thế này. Chị nghĩ là nhiều người giống em chứ không phải mình em đâu. Có nghĩa là chúng ta đã quen với hình ảnh của một Thảo Trang mạnh mẽ, gai góc. Dĩ nhiên là làm mẹ thì cũng nên mạnh mẽ và gai góc, nhưng mà ráp lại thì mọi người sẽ không ráp liền được. Không ráp được, không thể nào làm cho nó liền mối được hết. Và Lan tin chắc rằng câu chuyện ngày hôm nay nó rất là nhiều điều thú vị. Cái lần đầu tiên khi mà bạn biết mình mang thai á, cái giai đoạn đó nó diễn biến như thế nào ha? Rồi cái cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào? Cái thời điểm đó là cái cơ thể của em nó rất là lạ. Cái chuyện này nó chưa bao giờ xảy ra, tức là bị trễ kinh tới hơn 2 tháng lận. Và chuyện này chưa xảy ra. Nhưng mà trong 2 tháng đó là cũng chưa có phát hiện có thai, đi kiểm tra thường xuyên. Nhưng mà trong 2 tháng đó là chỉ cái bị trễ kinh thôi, tức là cơ thể, cơ địa nó đã có cái biến chuyển gì đó. Thì trong cái thời gian mà bị cơ thể bị hư đó, cái mình đi mua que kiểm tra thì thấy 2 vạch rồi. Thì vui, vui là tại vì mình mong chờ. Lóng răng 29-30 tuổi rồi, có con. Thì chạy vô khoe mẹ trước. Sau đó thì nó thông báo cho tất cả mọi người. Mọi người cũng giống như chị Lan hồi nãy nói là kiểu không có định hình, không có ráp vô được, không có ráp vô. Cái tự nhiên ủa, mà lúc đó là đang rất là sung sức, là vẫn đi diễn, đi du lịch rồi đi tùm lum tà la hết. Mà hình thời điểm trên sân khấu thì rất là sexy. Thời điểm đó là Thảo Trang là mọi người sẽ ấn định như một cô gái nè, phong trần nè, bụi bặm nè, lăng xả nè, lên biển nè, lên rừng nè, rồi xuống biển. Có nghĩa là người ta sẽ rất khó để hình dung rằng đây là một cô gái đang ở trong một thời kỳ và ham chơi nữa. Lúc đó là còn ham chơi lắm, đi cuốn lô xua hết. Vậy có ai nghi ngờ không? Ê, nó giỡn hay nó giỡn thôi, có không? Nó giỡn thì chắc là không ai dám hỏi câu đó, nhưng mà mọi người bị sốc. Là ủa sao tự nhiên đang giật trung rần 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 gì mà đang đỉnh cao sự nghiệp, đỉnh cao sự nghiệp mà quyết định có con. Thì Trang cũng giải thích cho mọi người là sự nghiệp thì nó vẫn sẽ ở đó, phụ nữ thì đến lúc mình sẽ phải sinh con. Thời nó tới, thời tới cản không được. Cản không được, đúng rồi. Đó, chấp nhận là đẻ luôn. Sau đó thì có cái câu chuyện lo lắng nào hay không? Chỉ hơi lo ngại chút xíu là mình có đủ cái khả năng sức khỏe nè, khả năng kinh tế để mình nuôi đứa con này không. Nhưng mà cái lúc đó đang nghĩ là mình không có nghĩ xa dữ vậy. Mình nghĩ ngay trong thời điểm là ok bây giờ, vì mình đã sẵn sàng có con rồi, mình đang có sức khỏe, mình sung sức, mình vui mừng vì mình có một đứa con, cho nên là mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sinh hoạt thì nó có bị xáo trộn không? Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái nghề nghiệp của mình. Vẫn còn biểu diễn được tới tháng thứ tư. Đến tháng thứ tư là bụng nó cũng hơi nhô ra chút xíu thôi. Vẫn mặc đồ sexy lên sân khấu nhỉ? Trang nhớ là một đám bạn của Trang có đi coi Trang diễn một lần. Rồi thấy Trang đứng trên bục cao sân khấu mà nhảy. Nhảy với dancer. Trời, phải chi bán đứng tim ở dưới đồ cũng đỡ ha. Phải hát cái dòng nhạc trữ tình quê hương, mặc cái đầm nó dịu dịu. Đúng rồi, nó bồng bồng đồ nó cũng đỡ. Che bụng cũng được. Mặc đồ phải bó. Và để ra tới tháng thứ tư là phải dừng. Không nhận show được nữa. Trang có bị ngán nhiều không? Trang bị ngán ngủ. Mê ngủ. Không ngán ăn nhưng mà ngán ngủ. Nó cứ làm lờ đờ, mình bị lờ đờ á. Dĩ nhiên là cố gắng không có ngủ ban ngày. Nhưng mà buổi tối thì ngủ sớm. Đang ngủ rất nhiều. Không, ngán ngủ là tốt quá chị, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cái gì mỏi lên cái gì quá nó cũng không tốt đâu. Tại vì ví dụ như mình ngủ nhiều quá nó sẽ tạo ra những cái mỏi mệt về mặt cơ thể. Thực ra ngủ nhiều quá cũng đâu có tốt. Ví dụ như ngán ngủ thì mình sẽ thiếu vận động cơ, và cái thần kinh của mình nó có thể là nó không có minh mẫn. Điều đó cũng tạo ra một cảm giác rất là khó chịu. Nhưng có điều là cái kiểu khó chịu đó nó sẽ khác với cái kiểu khó chịu của cái việc là em đẩy hết thức ăn ra ngoài. Hay quá chị ơi, bởi vì em nói ngồi kế bên đây cũng ai khác, đó là chị thôi. Tùng chị... bách quá mà. Đúng rồi, chỉ có chị mới hiểu được em, và chỉ có chị em mới có thể thấy là mình có nhiều cái mình còn non nớt lắm. Chỉ có chị mới cưng em thôi Lan ạ. Rồi, mình không có bị ngán ăn. Như vậy có nghĩa là mình có tăng cân nhiều không? Ôi, đây. Câu chuyện nó nằm ở đây. Đầu tiên là mình cũng không có lo về cái sức nặng của cơ thể mình quá. Với lại mình đang có bầu nữa. Cái mình thả giang luôn. Thả giang luôn. Mình mặc định là mình hạt xương mai đúng không? Mấy mình tăng cân thì cũng chuyện bình thường thôi. Kệ nó đi. To chục cái, 20 cái được. Rồi nhiêu? Cái ăn lên 20 ký. Mà cái người thì dày mà nó 20 ký. Lăn luôn.
Nhưng mà có bị báo động không? Có nghĩa là lúc đó hay là vẫn còn một cái cơn hưng phấn, ủa mình đang làm mẹ mà, mình được quyền ăn chứ. Một là biết đứa con mình to, tại vì bên nội rất là to. Rồi cộng thêm cái miệng mình đang thèm ăn, nó bầu mà, thèm ngon nữa. Những cái đồ béo không? Có một cái hình ảnh nào hoặc là có một cái sự kiện nào cái tự nhiên Trang phải phản tỉnh lại, chết như vậy là cũng không ổn, có không? hay là rồi nó trôi qua luôn, lâu lâu mà nhìn mình trong gương thấy nó hơi to chút xíu thì cũng hơi e ngại cái chuyện là tập ở phía sau đó. Lúc mà định sinh xong á, nhưng mà nó chỉ thoáng qua. Cái ràng tả là chỉ thoáng qua thôi. Chứ em thích cô gái này quá. Chứ tự nhiên thấy ly chè trước mặt mà không ăn thì cũng kỳ lắm. Có lỗi bản thân quá. Trong cái quá trình mà mình mang thai như vậy á, là mình có nhận được cái sự hỗ trợ cũng như là sự chăm sóc của nhiều người không? Có mẹ Trang nè, chủ yếu là mẹ. Với bạn thì cũng một tinh thần từ xa thôi. Cái thời điểm đó thì Trang không có ông xã bên cạnh. Với để đính chính lại, lúc đó là có con với bạn trai. Chứ chúng mình cũng chưa có làm đám cưới. Cơ bản là bạn Trang rất là tận hưởng cuộc sống nha. Bạn không có quan tâm về những cái chuyện là có ai chăm mình hay không, ai lo cho mình hay tự không. Tự lo cho mình luôn. Trang enjoy bản thân của mình thôi. Bởi vì đơn giản thôi, Trang đủ năng lực mà. Đúng. Thực ra nha, chúng ta có nhiều sự chăm sóc dành cho mẹ bầu thì càng tốt, có nghĩa là cái sự chăm sóc thì càng nhiều càng tốt, nó không có giới hạn. Nhưng nó sẽ có một câu chuyện, đó là trong trường hợp không có ai thì bạn cũng chả bị làm sao nha. Với một điều kiện là bạn đủ nội lực. Và như Thảo Trang là một minh chứng của việc đủ nội lực. Và những cái nội lực mà có thể kiểm đếm qua đó là gì? Một, bạn phải đủ trải nghiệm. Một cái cô gái 29-30 tuổi hồi nãy chị đùa với Trang, chị nói là thời tới rồi, nhưng mà thực ra là nói thiệt đó. Thời ở đây có nghĩa là gì? Cái độ chín về mặt cơ thể, về mặt sinh lý. Cái thứ hai đó là bạn tự tin về kinh tế. Ở đây chúng ta sẽ không bàn về câu chuyện quá giàu có hay không giàu có, nhưng mà tôi biết rằng là tôi không bị phụ thuộc vào ai. Cái thứ ba, trời ơi, tôi đủ già để tôi chịu trách nhiệm. Tôi không có đủ thừa. Rất là thích cô gái này luôn. Và cuối cùng là gì? Cái gì tới thì tôi tận hưởng. Đúng rồi. Tôi đâu có cần phải chối bỏ cái thực tại đó vì nó chỉ làm cho chúng ta bi kịch thêm. Thời điểm đó thì em đã tự biết cái quyết định của mình trong đầu rồi. Thì là kể cả mình có người bạn đời bên cạnh hay không có thì mình vẫn kiên quyết với cái quyết định đó của mình. Đúng. Quá hay. Nôn tới ngày bà đi đẻ. Đi đẻ. Cái ngày đi đẻ nó làm sao? Trước đó là cũng đi học rồi đi kinh tế dự những cái lớp rồi sinh đẻ giao các kiểu ha. Cũng có hơi chút thông tin rồi. Thì nhớ là buổi sáng đó là bắt đầu chuyển dạ. Mình ngồi cũng khoa học lắm nha. Có cái app rồi mình bắt đầu mình đếm mình coi đợi nhịp tim bao lâu thì đập một lần rồi chuyển dạ một lần đó dạng vậy. Từ sáng tới tối ngồi ở nhà canh thì bắt đầu thấy chuyển dạ bắt đầu nhanh hơn rồi. Nhưng mà nó có đến ngày dự sinh chưa? Nếu như mà đúng rồi, đến ngày là đúng ngày quá dự sinh. Luôn. Quá luôn. Bạn này bạn già quá, bạn không chịu ra luôn. Như anh nhớ là 40 hay 41 tuần gì. Rộng sướng quá mà. Ngon lành. Ngon lành đó. Cứ em cứ tự nhiên ở nhà thôi, đến khi nào chuyển nhà thì giờ mình viện thì cũng mới nở có 5-6 phân gì đó. 5 phân. Bác sĩ nói là còn mấy tiếng nữa là tôi cứ đi bộ. Bắt đi bộ ở ngoài hành lang. Có vừa đi vừa hát không Trang? Có giết thời gian thôi. Giết cái cuốn này cũng chờ hơi lâu. Lúc đó được vô nằm, bác sĩ cũng chắc cũng chưa nở ra hết. Thấy cái cuộc chuyển nhà nó hơi lâu. Rồi nằm chắc cũng ngủ. Ngủ tới ngủ được tới sáng. Ngủ tới sáng. Ngủ tới sáng nhưng phải là ngủ được luôn. Trời ơi. Ngủ tới sáng. Xong nguyên ngày hôm sau là đó chắc cũng nằm tiếp. Rồi tới 4 giờ chiều mới là được cho sinh. Nhưng mà cũng để bình thường không được. Con to quá. Ba cái sáu một đứa cơ thể này là quá to. Cái rồi bác sĩ 15 phút là cho vô đi mổ luôn, xin mổ. Đầu tiên mình gặp em bé rồi mình tiếp xúc em bé thì lúc đó Trang đang nằm mổ thì cũng vẫn nhìn thấy bác sĩ bưng con lên thì mình thấy được chút xíu thôi. Bắt đầu là đem đi rửa rồi sạch sẽ rồi bắt đầu mới được đặt lên trên ngực của mình. Lúc đó là bác sĩ vẫn còn đang khâu. Cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Cảm giác thì nó vỡ òa chứ sao. Là mình mong chờ bao lâu mình mới được gặp thiên thần như vậy rồi. Mọi thứ nó rất là lạ lẫm. Nhưng mà cái nó gương, là lần đầu tiên mà cái gương mặt của bạn á nó có như cái hình dung của mình không? Nên đỏ hỏn à, một cái mặt rất là tây. Thì đúng rồi, thì mình cũng biết là em bé là lai rồi nhưng mà cũng cảm giác nó rất là lạ lắm. Nhưng mà cảm giác giữa hai mẹ con, cái sự liên kết thì nó rất là mạnh. Khi mà đặt con lên trên người mình thì mình chỉ muốn ôm trọn con một lần thôi. Biết sao không, có nhiều mẹ bỉm ngồi ở đây nè, khi mà hỏi cảm giác lần đầu tiên mà nhìn thấy con á, các mẹ kêu trời sao nó xấu quá vậy. Trời sao nó xấu quá vậy.
sao nó như con chuột vậy? Ghê quá vậy, phải con tôi không? Sao đi mua lụa vậy? Nó có rất là nhiều mẹ bỉm kỳ vọng quá mức. Đúng rồi. Tại vì cái lúc mà mấy mẹ mang bầu á, các mẹ hay nhìn hình trẻ con với một cái lời gọi là một cái lời đồn trong truyền thuyết là hãy ngắm nhìn trẻ con đẹp đẹp để sinh con ra nó đẹp. Thì cái hình trẻ con mà đẹp á thì trời ơi là cái đã được tuyển đã lớn rồi, là nó tuyển hay là phải sau 12 tháng. Bây giờ con người ta mới đẻ ra cái mẹ ráp hai cái hình này lại chơi vậy nghiệt cái con quá. Nhớ cái lần đầu tiên thì không kể, nhưng mà mấy ngày đầu tiên á mình nhìn nó mình nói ôi thôi chết rồi, con mình không có được xinh ra lắm á. Tại vì nó cứ nhăn nhăn rồi nó cứ cái mặt nó không có xinh. Rồi đến khi nào mình mới thấy con mình xinh? Cỡ một tuần. Đúng rồi. Bắt đầu nó hình rồi. Nó hình hành nó kiểu như là thẳng thớm ra này, da dẻ rồi hồng hào rồi giống như hồi sức. Mà Trang nuôi con một mình á, mẹ có chăm phụ không? Có mẹ chứ, trời không có mẹ chết đó. Nhưng mà nói nghe nè, cái câu chuyện mà hai thế hệ cùng đúng chăm một đứa trẻ đó. Mẹ Trang năm một mình chăm giỏi hơn Trang á. Tức là Trang... Nhưng mà có cái xung đột nào không? Hai mẹ con rất là tâm đầu ý hợp trong chuyện nuôi con nuôi cháu. Là vì mẹ đồng ý với quan điểm của Trang? Dạ, tại mẹ cũng có đọc rất là nhiều sách vở rồi cũng update với thế giới. Như vậy là gia đình Trang là chăm con của Trang theo một cái phong cách rất là Tây. Rất là thoải mái. Tại vì mình sẽ nương theo đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ nó sẽ có mỗi cái cá tính khác nhau, mỗi cái cách ăn ngủ nghỉ khác nhau. Thì mình phải dựa vô đứa trẻ chứ mình không có áp hết những cái gì của mình vô được. Thực ra nó có một câu như vậy nè, ông bà mình nói. Nghĩa là câu này nó cũ lắm, sinh con rồi mới sinh cha. Cái cách làm cha mẹ của chúng ta đó, nó phải dựa trên cái việc quan sát coi con của mình là đứa nào. Dạ. Cái kiểu làm cha mẹ của mình á, sao để nó hợp với cái đứa con đó. Chứ đừng có tự xét là tôi phải là ông bố bà mẹ kiểu này. Xong để đứa con ra ráp vô nó không khớp. Rất là hay chứ chị. Đây là bà mẹ bỉm sữa đầu tiên mà khi bắt đầu từ ngày em ngồi ở đây em mới nghe được cái câu rằng là mình phải coi con mình như thế nào và mình nương theo. Thời gian đầu thì mình nó chưa nói chuyện được, thì mình chỉ có quan sát thôi, mình theo dõi thôi. Trang thì cho bé nghỉ bú từ 9 tháng. Tới lúc Trang có bệnh thì Trang phải vô kháng sinh thì không có cho bú được nữa. Chị mà ăn dặm, ăn đồ thì cố gắng là cho ăn những cái thức ăn tốt cho sức khỏe nè. Ăn đúng bao nhiêu đó lượng thức ăn mỗi ngày hay là để cho con tự ăn theo cái khả năng của con? Trang để cho bé ăn tự nhiên. Đầu tiên thì mình sẽ cho bé thử nhiều thứ khác nhau. Thì bé sẽ tự tìm ra cái vị bé mình thích. Thì mình biết liền cái nào mà bé từ chối là mình nói ok không thích cái đó nữa. Thì mình hạn chế cái đó, mình cho ăn những cái gì mà bé thích. Thì may mắn có thể là do bé của nhà Trang nó hơi dễ so với những bạn trẻ khác, cho nên là cứ ăn rồi uống sữa đầy đủ. Cái này đúng là Trang nói đúng, đó là mình còn phải tùy thuộc vào yếu tố may mắn nữa. Đó là con của chúng ta rất là hợp tác, rất là dễ chịu. Khoan xí quên một đoạn, có một giai đoạn nó biến răng. Đúng, chính xác. Chứ nó không có hoàn hảo gì đâu. Nó sẽ có một giai đoạn biết ăn mà làm mình rất là stress. Nó không chịu ăn, đưa gì cũng không ăn. Nó sẽ có một cái nguyên lý về sự phát triển của trẻ, người ta gọi đó là sự phát triển không đồng đều. Có nghĩa là giữa từng đứa trẻ với nhau là đã không đồng đều. Trong một đứa trẻ, trong từng giai đoạn của cái đứa trẻ đó cũng không đồng đều. Sẽ có những lúc mà nó rất hợp tác, nói chung là cực kỳ hạnh phúc. Nhưng sẽ có những lúc chướng khí, dùng từ đúng người Việt là chướng khí. Không chịu, mà trước đây là cái chuyện nó rất ngon lành nha. Chứ không phải là vì không tập được. Cái quan trọng là lúc này là thái độ của mình rắn rỏi, nhưng mà an toàn. Rắn rỏi có nghĩa là không có nghĩa là con muốn cái gì là được cái đó. Nhưng an toàn ở đây có nghĩa là mình không dập tắt con theo một cái kiểu tiêu cực, đánh đập rồi coi như đe nẹt rồi đe dọa nó. Thì qua, sau đó sẽ qua. Hiểu đơn giản vậy thôi nè các bố các mẹ. Ví dụ như phụ nữ một tháng chúng ta cũng có mấy ngày khó ăn khó ở, thì con nó cũng vậy đó. Nó sẽ có những cái lúc nó khó ăn khó ở. Vậy đó, mình phải nương theo nó thôi. Những chiều, lúc đó mình phải chiều nhiều hơn. Vậy mình phải đi theo mình vô. Trong quá trình mình mang thai mình lên tới 20kg. Vậy thì đến khi nào mình mới lấy lại được? Mỗi lần bà Lan bà hỏi câu này là tự nhiên có nghe nhói lên. Em không dám nhìn chị mà em chỉ nhìn bên đây. Em cũng bây giờ cũng không dám nhìn em nữa. Đôi khi em nhìn chị đi chị lại đỡ đau hơn. Bao lâu hả? Trang dành cái năm đầu tiên quan trọng là để một là cho con bú nè. Đang biết là sữa mẹ là tốt cho con. Thì trong thời gian đó cũng rất là hạn chế nhận số. Mà nói chứ mới sinh xong thì người ta cũng chưa có tìm đến mình đâu. Tại mình cũng còn sồ sà to lắm. Sau 6 tháng thì Trang mới bắt đầu đi tập lại. Tập nhẹ thôi, chứ lúc đó vết mổ nó cũng chưa có lành hẳn. Tới 8 tháng bắt đầu hơi nặng chút xíu. Rồi Trang nghĩ là từ 10 đến 12 tháng thì bắt đầu mới về được kiểu hơi gọn.
Một năm đó. Để có được cái thân hình như ngày hôm nay, chuẩn của một cô ca sĩ Thảo Trang thì tức là nó cả một cái sự nỗ lực trong cái việc lấy lại vóc dáng. Em phải tập rất là liên tục, 3 buổi một tuần. Vậy thì bây giờ cuộc sống của hai mẹ con như thế nào nè? Rất là nhẹ nhàng. Cô cậu thì đang đi học rồi, gần 4 tuổi rồi. Nói rất nhiều. Có một câu hỏi có thể là nó sẽ hơi nhạy cảm nên Trang cứ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định trả lời hay không. Tại vì liên quan đến chuyện nói nhiều của bạn nhỏ. Bạn nhỏ nói nhiều và bạn nhỏ nếu như mà đây là đoạn 4 tuổi thì nó sẽ có một cái đặc thù về phát triển tâm lý là sự tự ý thức cá nhân. Tức là trẻ lúc này bắt đầu trả lời những câu hỏi mình là ai nha. Chúng ta đừng nghĩ rằng là những bạn ấy không biết gì không, toàn là những câu hỏi mang tính hiện sinh không đó. Mình là ai ta, rồi tại sao mình mẹ đẻ ra mình ta, rồi mẹ đẻ ra mình như thế nào ta. Đó là những cái câu hỏi mà các bà mẹ có con trong độ tuổi này luôn được nghe. Và như vậy thì với những cái câu hỏi đó của con thì có bao giờ nó làm cho Trang suy nghĩ về cái việc là à, như vậy thì bây giờ mình cùng với con có mong muốn là có thêm một cái người nào đó nữa để đồng hành cùng với con của mình, và nếu như đồng hành thì mình sẽ trả lời bạn đó, chuẩn bị tâm lý cho bạn đó về cái việc là mẹ sẽ có thêm một người bạn nữa, gia đình của chúng ta sẽ có thêm một cái người nữa như thế nào. Có bao giờ Trang gợn lên suy nghĩ đó không? Em không nghĩ sâu về vấn đề đó. Tại vì cái cách của em sống thì nó cũng nó bình thản lắm. Bất cứ chuyện gì nó đến thì mình cũng sẽ tiếp nhận nó. Rồi mình tìm cách giải quyết với cái vấn đề đó. Tại vì bạn cũng cởi mở, bạn thân thiện, bạn không có vấn đề gì khi tiếp xúc với người mới cả. Thì đó đã nhìn thấy rồi. Thì đang nghĩ là khi nhớ về một người bạn cùng vào cùng với gia đình của mình thì đang nghĩ không phải là vấn đề lớn. Dễ thương ha. Em rất là thích suy nghĩ về chuyện đời giới thiệu bạn mới nữa hả? Hả? Hay sao mà em trầm ngâm vậy? Em đang suy nghĩ về cái hình ảnh của hai mẹ con ở cái thời điểm đó, chắc là nó rất là dễ thương. Thực ra chị nghĩ là dễ thương hay không là do cái tương giao, tức là nội bộ trước. Thực ra cái người bên ngoài họ có được đón nhận hay không thì nó vẫn là một ẩn số. Nhưng mà chị tin một điều rằng ví dụ như là cái hình ảnh cụ thể ở đây là hình ảnh của mẹ con Thảo Trang đi. Nó là một cái câu chuyện mà nãy giờ theo như Trang tả thì cái tác phong làm mẹ của Trang cũng như cái cách mà Trang giao tiếp với con mình nó như hai người bạn. Thế là Trang xác định là đã nương theo đứa trẻ rồi mà, có nghĩa là mẹ rất là tôn trọng con. Thì cái tinh thần tôn trọng là tinh thần của bạn bè chứ gì nữa. Và chính vì cái cách mà như vậy đó, nó sẽ làm cho bạn ấy tin một điều rằng là dù thế nào thì mẹ vẫn ở đây. Đúng rồi. Mình với mẹ vẫn là một cái mối quan hệ mà không thể có cái gì thay thế. Và trong trường hợp này thì thật sự cái chuyện mà mình giúp bạn đó đón nhận thêm những cái mối quan hệ mới nó không quá khó. Đôi khi những đứa trẻ nó trở nên xù lông nhím lên hoặc là nó trở nên hoảng sợ vì những cái sự thay đổi là vì sao? Bởi vì nó lo sợ bị mất mát. Nó lo sợ bị mất mát. Và nếu như mà một cái người mẹ mà làm cho con cảm thấy tự lập, tôn trọng, thoải mái như thế này thì cái điều đó nó sẽ khó xảy ra. Dễ thương. Dễ thương quá à. Không có muốn kết thúc câu chuyện với bạn này luôn á. Trang muốn nhắn gửi đến những bạn gái là các bạn phải thực sự sẵn sàng mọi thứ khi quyết định có con, chứ đừng có vì những cái lý do nào xung quanh tác động, mà vì tuổi đến tuổi hoặc là vì gia đình hối thúc hoặc là vì những cái gì đó mà các bạn bắt buộc phải lấy chồng sinh con, thì nên xem xét lại. Nó phải là tự bản thân mình sẵn sàng, có đủ lực, đủ kinh tế để lỡ có cái chuyện gì đó nó không may xảy ra thì bạn vẫn có thể tự lập và chăm sóc bản thân mình, chăm sóc đứa con của mình. Hãy là một người lạc quan. Phụ nữ thì ra nghĩ thời nay thì cũng khác với những phụ nữ thời trước, tại vì bây giờ thu thập những thông tin từ thế giới rất là nhiều rồi. Thì chúc các bạn sẽ luôn luôn yêu bản thân mình, xinh đẹp và luôn thành công. Rất là cảm ơn Thảo Trang. Cảm ơn cái câu chuyện, một cái năng lượng rất là tích cực khi mà bạn mang đến cho chương trình. Và thay mặt cho chương trình, chúc cho bạn một cái cuộc sống rất là bình yên, giống như từ trước tới giờ mà bạn chọn, một sự nghiệp ngày càng thành công hơn nữa. Quê quán ở... Ủa là mình đã từng casting chưa à? Chưa. Mình làm bên công việc gì vậy hả? Làm công ty đóng xuất khẩu á chị. Công ty đóng xuất khẩu trái chanh mình ăn á. Xuất khẩu chanh là mình làm ở đâu? Long An. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu với lại cái đường tình duyên mình đi. Tình duyên có gì đâu mình chia sẻ. Không có thì cũng là chia sẻ được chứ, thì chưa có thì cũng phải nói ra thì mình mới biết chứ. Tình duyên thì ví dụ như mình không có gì chia sẻ là mình chưa yêu ai hay không ai yêu mình hay là sao?
Tình duyên thì em đã từng ly hôn 2 lần. Vậy mà nói không có, có quá nhiều luôn đó không? Tại vì người ta chơi ly hôn mấy lần? 2 lần. 2 lần luôn mà ông nói không có gì chia sẻ. Rồi chia sẻ lần một như thế nào, lần hai như thế nào? thì à, lần một không không hợp nhau thì chia tay, lần hai cũng vậy. Ủa là lý do làm sao mình ly hôn một lần là thì ấy chứ lần lần sau mình không rút kinh nghiệm hay sao? Tại lần sau lần đầu mình ở lần đầu thì ở có 6 7 tháng à không hợp nhau rồi chia tay, lần sau thì ở tới 7 năm à tự động bỏ đi Có con cái gì không? không chị. Ừ, không có con luôn, 7 năm mà không có con. Có bầu hơi gì Ừ. Rồi, vậy bây giờ muốn tìm một người như thế nào? chung là này thì không cần phải giàu hay là này kia, chỉ cần hợp nhau là được rồi, hiểu 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 nhau, hiểu trong công việc cho em là được rồi. Rồi bây giờ vợ bỏ đi là đã ly hôn chưa? Hay là giấy tờ làm sao? Em đâu có đăng ký kết hôn đâu, đi nay mấy năm rồi. Là có đăng ký kết hôn với người nào không? Hai người đó. Không chị, em còn trai, em có vợ chứ em cũng đang chị. Ủa sao kỳ vậy? Lấy người ta mà không có đăng ký kết hôn 2 lần luôn. Kỳ cục vậy. Tại Ý vì là ý ông sao á, ông ở gì tới 7 năm mà ông không có đăng ký kết hôn nên người ta bỏ ông đi, đúng rồi. phải tại công việc em nó mất bấp bênh. Công việc bấp bênh mà đi lấy vợ nữa là cho nó bấp bênh hơn. Chứ còn bây giờ công việc đã ổn định chưa? Ổn định rồi chị. Ổn định là sao? Lương em tháng được nhiêu? Mua nhà chưa? Đất có Có không? Em, chị đang hỏi đó, em trả lời đi. Đất có bao nhiêu? Tiền bao nhiêu? Lương bao nhiêu? lương em tháng 15 Nhiêu? Rồi, đất cát, nhà cửa thì ở đâu, như thế nào? đất thì nhà em ở xã Ninh Điền, ấp Gò Nổi. Nhà cửa thì có sẵn Rồi, ok em, nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc với mình nha. Rồi, phần casting của em xong rồi đó, cảm ơn em. chị. Ừ, bây giờ anh giới thiệu sơ giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình đi anh. à, em là Bách không? Em 31 tuổi ạ, sinh năm 92 và đang làm như văn phòng. Em thì em ở Anh ngoài Hà Nội ạ. nói chuyện chậm lại giúp em, anh tên là gì? Dạ, em là Phan Quang Bách ạ, 31 tuổi ạ, đang là Phan nhân gì viên văn phòng ạ. anh? Phan bằng mắt hả? Tại cái mạng nó chập chờn quá. Một anh sinh năm 1992 đúng không? Vâng. Rồi, ok anh làm nghề gì nè? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng ạ. Chị chúc chat tiếp cho em với chị chúc. Rồi alo, alo. Em nghe rõ không em? Rồi em Có nói ừ, công việc em nhân viên văn phòng đúng không? Rồi em nói giùm chị cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em giùm chị nha. dạ, điểm mạnh thì em là một con người hòa đồng ạ, vui vẻ và rất thích tụ tập bạn bè. Em có nhiều sở thích như là đi du lịch, là nấu ăn, và bạn tập bạn bè. Còn về điểm yếu thì thực ra là có thể là do em hơi 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 khép mình trong mấy cái mối trong mấy mối quan hệ ấy. Thành ra là bây giờ em vẫn chưa có được, em vẫn chưa tìm được một nửa của mình ạ. Ừ, em có quen mối tình nào chưa? Thực ra là có, nhưng mà thực ra là em thì thực ra là em đã trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình Em từ thích năm cấp 3, một mối tình năm cấp 3 thì là em thích một bạn khác lớp ạ. Và sau đó thì là, nhưng mà vì là bọn em thì sau đó thì bạn đi du học ấy, là em không liên hệ được bạn ấy ạ. Thì về sau bạn ấy ở bên nước ngoài, bạn định cư cùng với cả gia đình bạn ấy bên bên nước ngoài luôn ấy ạ. Thì là bọn em từ đấy thì cũng cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Còn mối tình thứ hai thì là em chia tay cách đây cũng được 2 năm ạ. Thì lý do là bởi vì bọn em không không cùng cái quan điểm sống, không cùng cái
để suy nghĩ ấy, thì là em chia tay. Alo, alo à? Chị vẫn đang nghe nè, em cứ nói nha. Dạ vâng ạ, đó, em trình bày xong rồi đi anh chị. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái hình mẫu bạn gái như thế nào, em mô tả kỹ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Dạ, ngoại hình thì em bạn ấy kém em một ít tuổi ạ, và bạn ấy có công việc ổn định ạ. Còn quan trọng là em phải hợp nhau trong cái suy nghĩ ạ, trong cái quan điểm sống. Quan điểm sống của em như thế nào? Dạ, thực ra là cũng không có gì gọi là phức tạp đâu. Em thì chỉ cần một người mà có thể hiểu em và có thể chia sẻ, và cũng như là trở thành cái chỗ tin, một cái bạn ấy trở thành một cái chỗ dựa đáng tin cậy để em có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống ạ. Rồi quê quán ở đâu được? Dạ quê quán ạ, quê quán thì thực ra em không quan trọng quê quán ạ, quan trọng bạn ấy hợp em. Vậy thì bạn gái trong miền Nam thì sao, có nghĩa là em quê hẹn hò yêu xa được không? Thực ra thì em cũng có ý định vào trong miền Nam đấy ạ. Thì thời gian tới em định vào trong miền Nam, thì là nếu mà quen được một bạn ở trong miền Nam thì đó là thì đấy, em nghĩ đấy là điều rất là tốt ạ. Rồi ok. Alo, em, nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại với em nha, và em bay vào Sài Gòn để ghi hình được đúng không? Vâng, em có thể bay vào Sài Gòn được ngay ạ. Rồi ok em, được rồi, cảm ơn em nha. Rồi em cảm ơn, em chào các chị ạ. Nhìn rõ cho em. Dạ em chào anh. Dạ em chào anh. Dạ chào em. Rồi, đây là buổi casting bản Nguyên Hò để bạn các anh nói chuyện như thế nào á. Bây giờ anh giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Anh tên là Võ Văn Tâm, sinh năm 85, quê ở Nghệ An. Rồi, nghề nghiệp của anh là gì? Nghề nghiệp của anh là sửa chữa ô tô. Vậy thì hiện tại thu nhập của anh bao nhiêu? Sao em? Thu nhập của anh đó, bao nhiêu? Thu nhập của anh thì khoảng 20 triệu tháng em. Rồi ví dụ như là cưới vợ mình đã đầy đủ đất đai, nhà cửa ổn định chưa? Nhà cửa anh bây giờ nó ổn định rồi em, nhà cửa có đầy đủ hết rồi. Rồi ok. Anh giới thiệu sơ giùm em về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của anh thì trong công việc thì anh làm nhiệt tình và chu đáo đấy, làm khi nào xong thì thôi đấy. Về phần về nhà thì nội trợ thì anh cũng biết làm được, nấu ăn rồi các kiểu. Ví dụ như người vợ đó về họ nấu, anh nấu được không? Anh nấu được, thoải mái mà. Trước đây anh cũng làm đầu bếp một thời gian. Rồi ok, vậy bây okay. Giờ điểm yếu anh là gì? Điểm yếu của anh là ví dụ như bạn bè thì anh không được nhiệt tình cho lắm, vì mọi người có mọi cái kiểu chơi khác nhau đấy. Ví dụ như bạn bè nó nhậu nhẹt bê tha quá thì nhiều lúc anh cũng không được, anh không biết nhậu cho mấy thì anh không được bạn bè nó ấy đấy. Nó hài lòng. Vậy chứ anh là người sống theo thầy đúng không? Hả? Anh là người sống theo thầy đúng không? Sao em? Ý anh là người sống kiểu không thích nhậu nhẹt bê tha. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, rồi ok. Vậy thì bây giờ anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì 2019 anh khi đó anh học neo, anh xác định là cả người yêu là sang bên anh làm việc đấy. Khi đó sau một thời gian thì người yêu nó có lịch bay trước, anh không được may mắn cho lắm, thì anh phải ở nhà. Sau một thời gian là 2019 bắt đầu bước sang 2020 thì dịch Covid nó bùng nổ rồi, anh khi đó không đi được. Vừa mấy năm này
Sau anh với bảo người yêu là bây giờ chờ đợi như con trai thì chờ chờ anh chờ đợi được, nhưng mà như con gái thì chờ đợi nó lâu quá, cho nên là anh bảo là bây giờ tìm hiểu ai rồi là em lập gia đình đi. Rồi vậy còn mối tình thứ Rồi hai vậy còn thì mối sao? tình thứ hai thì sao? Mối tình thứ hai là anh khi đó anh đi qua bên 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 Trung đấy, rồi là cũng quen một cô gái người Trung. Khi đó là anh cũng đi đi đường mà đường như vợ ở những người yêu của anh lúc đầu mà anh bảo là mới chia tay xong ấy, mối tình đầu đấy. Thì qua bên đó rồi anh vì Covid anh không về được, anh đành ở bên này sau quen cô gái người người Trung. Thì bây giờ tình yêu nó của nó tất nhiên là nó vẫn tốt đẹp, nhưng mà anh ở bên nó không có một cái giấy tờ gì hợp pháp đấy, không có một cái giấy tờ gì hợp pháp. Mà bây giờ mà cưới cô ta mà cô ta không chịu về Việt Nam thì anh đành phải chia tay anh về. Rồi bây giờ Rồi vậy bây thì giờ vậy thì anh mong muốn anh bạn mong muốn gái bạn của mình như gái thế của mình nào? như thế nào? Ví dụ như Ví về dụ ngoại như về hình ngoại đi. hình đi. Ngoại hình thì anh mong sao con gái nó có cao tí được, khoảng mét mét sáu trở lên là được rồi, mét sáu. Rồi gì nữa nào? Rồi gì nữa Còn nào? về hình thức thì nhìn mặt cho dễ xem một xíu. Như thế nào là Thế dễ nào là dễ xem, anh xem, có anh có gu gu không? không? Hả? Ý là có Ý gu là á, có gu có quá, gu ví có dụ gu như quá, giống chị Ngọc ví dụ Lan như chẳng Ngọc hạn Lan chẳng vậy. hạn vậy. Vâng ạ. Gu Mà... gu người yêu giống người chị yêu Ngọc giống Lan. chị Ngọc Lan. Được chương trình sắp xếp người yêu mà được xinh như chị Ngọc Lan thì nó làm gì nữa. Ừ, trời ok. Trời ok. Mà kiểu Mà tròn kiểu tròn tròn mũm mĩm tròn giống mũm chị Ngọc mĩm giống Lan chị được không Ngọc anh? Lan được không anh? Rồi ok. Rồi ok. Cô ấy ở đâu Cô được ấy nào, ở quê đâu được quán nào, nào? quê quán nào? Hả? Quê quán cô ấy Quê ở đâu quán cô được? ấy ở đâu được? Quê quán thì anh không quan trọng chuyện đó, ở đâu cũng được hết đấy. Yêu xa Yêu được xa được ha. ha. Anh đi xa được nha, ví dụ như ở Nghệ An thì nó cũng tốt đấy. Rồi, vậy về Rồi, còn tuổi vậy tác về thì sao ạ? còn tuổi tác thì sao? tuổi tác thì khoảng cũ 90 trở về. 90 trở về. Trở về. Rồi, ok. Ok. Anh còn mong Anh muốn còn mong vợ muốn bạn gái vợ nữa bạn không gái ta? nữa không ta? Anh chỉ mong sao bạn gái nó sống hòa đồng, nói chung là ra xã hội cũng như về nhà là biết cách sống một xíu thôi, anh cũng không đòi hỏi gì cả. Dạ rồi Dạ ok. rồi ok. Đây là một Đây buổi là kết một buổi tinh kết bạn muốn tinh hẹn bạn hò hẹn thôi, hò thì thôi, thì nếu nếu anh được anh lựa được chọn lựa vào chọn chương vào trình chương sẽ trình có sẽ một có bạn một bạn biên biên tập tập làm việc làm với việc anh với anh sâu sâu hơn. hơn. À thế à. Ừ, đây là Đây buổi là phỏng buổi. vấn. Trần Thanh Tuấn sinh năm 1986, anh 37 tuổi, anh đang kinh doanh nhà hàng hải sản. Quê của mình là ở đâu anh? Nguyên quán anh là Bến Tre, còn anh sống nhỏ lớn ở Sài Gòn, hộ khẩu ở Sài Gòn. À, rồi, à, kinh doanh nhà hàng hải sản là nhà hàng này của mình luôn hay sao anh? Anh tự kinh doanh luôn. Dạ rồi, tên nhà hàng của mình là gì anh? Hải sản tươi sống Lê Niệm. Lê Niệm hả? Dạ rồi, anh làm nhà hàng này lâu chưa? Anh làm đâu có được gần năm. À, mình là làm ở quận mấy anh? Một cái ở Bình Chánh, một cái ở Tân Phú em. À, là có hai chi nhánh luôn. Rồi ok. Bây giờ anh Tuấn chia sẻ một xíu đi, ví dụ như anh là cái người đàn ông như thế nào, tính cách sao, điểm mạnh điểm yếu như thế nào ha? Anh điểm mạnh thì nói chung là dễ gần, vui vẻ, hay nói chung hay dở hết á. Còn còn điểm yếu anh thì anh thích nấu ăn, đi chợ này kia. Anh nấu ăn ngon lắm, nói chung ở nhà nấu ai cũng khen đồ ngon, đều ngon hết. Cái món nào ở nhà hàng anh là best seller nhất? Chả giò Lê Niệm, chả giò Tại với sao anh lại đặt tên là Lê Niệm vậy? tại vì hồi đó anh mở cái đầu tiên ở ở đường Lê Niệm á, thì anh lấy tên đó luôn, anh không lấy tên anh. Xong xong cái anh chi nhánh lên Bình Chánh đường Doãn Văn, anh lấy tên đó luôn.
Rồi coi như là có khiếu nấu ăn này kia các thứ ha. Rồi trước giờ là anh đã từng lập gia đình chưa hay là trải qua mấy mối tình rồi? Anh trải qua 2 mối tình rồi, được 2 năm, cái mới chia tay để được 2 năm. Là anh chia sẻ là 2 mối tình đó đi quen bao lâu sao mà lại chia tay? Mối tình đầu tiên là lúc quen đó giống như là muốn đắm hỏi bỏ trầu cao rồi á, cái người đó là lúc mà bỏ trầu xong xuôi rồi, xong khoảng tháng sau cái bắt đầu mới điện lên nói là giống như bé mà mình đang quen á, là nói là em đã có người yêu dưới đây rồi, tại vì do ba mẹ ép gả nên mới chịu. Rồi đúng ra là người ta đền lại cái trầu cao đó đó, nhưng mà bên anh không có nhận coi luôn. Trời ơi, là lúc đó quen bao lâu rồi mới 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 xảy Cũng ra chuyện này? không có quen qua qua trường hợp mai mối thôi. À, rồi. Coi như là sau đó là bỏ cô đó đi lấy người khác luôn. Rồi còn 2 năm nay anh không tìm hiểu ai hay như thế nào? Nói chung cũng có tìm hiểu nhưng mà nói chung không có hợp nhau đó, nên đâm ra bỏ luôn, không có quen ai hết. Rồi vậy thì anh nói những cái điểm mà không hợp những cái cô đó đi để chương trình biết luôn. Với lại tại cái môi trường anh làm bên cái nhà hàng này nè, anh giao tiếp toàn là những cái dạng kiểu giống như mấy đứa phục vụ đồ này kia, nó giống như quen cặp người này người kia á, nên anh không có được gặp cái môi trường mà giống như một người giống như điềm đạm, những mà người ta tốt giống như kiểu thương thật á, hiểu không? Còn giống như kiểu môi trường này là giống như là gọi là bay bướm á. Bay bướm phải không? À, đúng rồi, tại vì Quen môi người trường này quá, quen người kia đúng ha. rồi đúng rồi, với lại hay giống như kiểu quán nhậu thì biết rồi, thì đi với khách này khách kia vậy đó, nên đâm ra anh không có thích cái môi trường đó. Rồi vậy thì bây giờ anh mong muốn mẫu bạn gái như thế nào? Anh nói luôn ha. Anh mong muốn mẫu bạn gái là giống như là hiền, giống như kiểu làm những cái giống như môi trường kế toán này kia kia nọ, giống như không có tiếp xúc đàn ông nhiều á, không biết nói sao. Rồi ok, còn tuổi tác vùng miền thì sao anh? Tuổi tác từ từ 30 30 đổ lại, 31 32 cũng được. Tại Rồi. tại vì nếu mà so với anh là giống như nhìn anh giống như còn trẻ còn nít lắm, nếu mà lớn cái người phụ nữ mà lớn bằng tuổi anh á sẽ già hơn anh. Không thích lớn bằng tuổi. Rồi còn gì nữa không anh? Trắng trẻo được rồi. À, trắng trẻo đúng không? Rồi, còn gì nữa? Quê quán vùng miền ở đâu được anh? Ở đâu cũng được em, nói chung anh ở Sài Gòn, ở Bình Tân. Ý là người ta phải làm việc ở Sài Gòn hả? Hay là gần gần khu vực Sài Gòn này kia rồi được không? Nhưng mà ở khu vực Sài Gòn gần gần thì nó dễ qua lại hơn, còn nếu mà ở tỉnh thì anh có thể đi được, tại vì anh cũng có làm bên mảng xe du lịch đó, nên là anh đi tới lui cũng được. Hãng xe du lịch rồi, ok. Anh có tài lẻ ca hát rồi được không? Không nhát lắm, Chị đó phải chắc đó đáng phải đông người, phải chắc đau đau đông người không không dám nói chuyện, giống như kiểu ngại á. trời ơi, phải lên tự tin lên nha. Rồi anh làm anh cao mét mấy anh chị? 1m62 anh Tuấn. 1m62 hả? Rồi nặng bao nhiêu ký anh? 80 kg. 60 ký hả? Rồi 58 không được 60, cho Dạ 60 rồi, dạ rồi, ok. Cảm ơn anh Tuấn ha. Có gì chương trình sẽ thông báo sớm cho anh biết nếu mà có người phù hợp ha. Và sẽ có một biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình nha. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Mình xong rồi anh. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi.